Giờ trái đất năm nay có chủ đề kiến tạo tương lai bây giờ hoặc không bao giờ tiếp tục được tổ chức trực tuyến. Sau 15 năm, giờ trái đất đã mở rộng ảnh hưởng, không chỉ kêu gọi hành động riêng trong lĩnh vực năng lượng mà đã hướng tới giá trị thực sự về bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng.